công nhận đó nghe, phải đi chợ mua hoành tráng luôn ha. Chị Xuyến về ông Điền thành tài của chị rất là linh nghiệm luôn nghe. Sau khi cô bé Quyền đó lấy sơn quẹt lại trên ông Điền thành tài, sau đó chị Xuyến lấy cái chai rồi gớt luôn ra rửa cho các ông. Thì quý vị cũng còn nhớ là khi đó chị Xuyến nói là chiều nó hay chị có tiền đó cưng ơi, nhưng mà không biết ít hay nhiều đó. Thì sáng nay mình xuống lại đây thì mình thấy mẹ con á đi chợ sách về, tay sách nách mang đùm đề đủ thứ hết trơn nghe quý vị. Dân thì để hiểu được cái câu chuyện sáng nay mình muốn chia sẻ, chị Xuyến đi chợ mua cái gì. Kính mời cả nhà hãy theo dõi video Thanh Liêm chia sẻ nha. Nay đi chợ mua hoành tráng luôn ha. Hèn ơi, hèn ơi, hèn ơi, bữa nay cháu lội ha. Trời ơi, rồi gớt luôn kìa. Hèn ơi, như vô hai cáo đi, như mặc áo này hầu quay bị vi phạm nữa nè. Thôi mặc cái áo gì mà ngộ nghĩnh á. Rồi thôi bà mua bắp, chị mua vậy đó hả? Vậy đó ha. Chàng ơi, nó giục cái nón mẹ luôn. Chị hư là tới chị Xuyến. Ừ trời, giục cái nón rồi. Trời ơi, quá dữ rồi. Nay đi chợ mua gì ăn hả? Con cá chè với nửa miếng thịt vịt. Rồi làm gì? Nấu canh hả gì? Làm đồ ăn. Ai không biết làm đồ mà nấu canh chua hay chị kho? Chị tính con cá là chị kho lạc dầm me quá. Kho lạc dầm me ha. Anh Tư về hả? Chị ơi. Cái gì? Đây, nặng quá chứ gì? Què không lo cầm đồ tiếp mẹ lo chơi không à? Nhà thuốc là lo chơi không à? Quá rồi, coi kìa. Thôi vô làm ơn thay cáo đi Như ơi. Dắt xe vô, dắt xe vô. Dắt xe vô nghe. Này mẹ con đi chợ mua đồ kìa, hoành tráng luôn. Mẹ cái bị, con cái bị ha. Hết nước chấm chưa? Nè ơi, có bao nhiêu ở trong tủ kìa. Này vui không Như? Vui không? Trời ơi. Quá. Nhà bà Xuyến rồi cả nhà. Hú hồn không? Hai bài ca dữ rồi Như. Ơi chàng. Quá chừng luôn rồi. Dậm vui không? Để đi con, lấy đi ngồi, nó dẹp chọn lại nào. Ok, có nó dục quá kìa, nó dục lên nè. Kính thưa các loại luôn, quần áo chị Xuyến nó bày ra như cái gánh hàng rong luôn. Bán đồ la luôn rồi đó. Này đi chợ bỏ hay chị Xuyến? Đi chợ bỏ. Sáng giờ đi Long Xuyên chưa? Chưa. Chị gọi. Con tiện là nó đi Long Xuyên. Vậy đó ha, chuyện nào đi Long Xuyên? Chưa biết nữa. Trời ơi Như ơi, nó mặc cái áo này thì cho nó vô thay cáo giùm giùm em ơi chị Xuyến. Nó mặc cáo nó quen hồi là bị dính đó. Vậy hả? Ừ. Bữa hổm bị thêm cái rồi đó. Trời ơi, hồi bà già bà kêu á, chẳng xe qua lại. Ừ. Cái quá dữ rồi. Chàng ơi, nó... Cái gì Như? Dĩ trọng nữa kìa. Nó thay đồ. Đâu có. Kìa nó coi nó hở 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 gì kìa. Trời ơi, đó vậy. Trời ơi. Kìa nha bạn đợi Như ơi. Gọi đi cho nó làm gì làm đi, dọn dẹp kìa. Trời ơi, này chắc Như nó bài quá chị Xuyến. Trời ơi, dẹp tối ngày đó chứ.
Rồi mà ngồi sắp lại không cũng đủ mệt với mấy đứa nhỏ này nữa. Xuyến phái ăn hành nha, đi chợ là mua hành là đầy nhóc luôn rồi. Món hành là món không thể thiếu. Trả theo, trả cho bạn. Đi chợ sáng giờ luôn hả? Giấy tờ này quan trọng không? Phải lính dân kìa. Dạ, dạ nghe thấy thương không? Hết đứt chấm với nhà mình khiến luôn rồi nè. Ố bài chim. Hung hồn. Này giống như cảnh là lót ổ sẵn cho ông Tư vậy nè. Quá thế luôn. Nhà xe tọn người ta chạy viên tôm như cá là đứa này lặng qua lặng lại hoài. Vô nhà chơi cho thoải mái không? Rồi đó, ngồi luôn rồi đó. Mệt rồi hả? Cái gì? Cái vụ gì? Nói gì đau bụng kìa sếp. Nó đau bụng kìa. Ừ. Quậy thân châu à. Ôi, uống cắt trà phê có đạm không? Ừ thôi con uống đi. Cắt trà phê là ngon lắm á. Con uống là hai hả? Ừ, mình làm cắt trà phê cho chú đi. Thôi khỏi đi, cảm ơn nha. Cắt trà phê mẹ ai uống ăn. Thôi kìa, vô dọn đồ tiếp mẹ kìa. Như tiếp mẹ dọn kìa. Quyền rồi đang đau bụng nó uống hồi than đau bụng nữa. Uống đi, uống đi, mời uống nữa kìa. Để coi xin mẹ. Hết nước chấm với hai đứa nhỏ luôn chứ. Rồi, rồi đúng rồi. Rồi uống đi, con uống đi. Rồi tôi. Ừ, cái này bé Quyền nó ngoan đó, thấy không? Vậy đó thấy không? Một đứa thì ngoan, một đứa là nó vậy đó. Bé Quyền mà chịu đi học. Con biết chữ hết á. Con biết chữ không? Đâu giờ con đánh dần chữ ba coi. Trời ơi, con bà Lý Lắc nó đi ngang bất thiệu con nhỏ rồi. Con biết chữ mà con vừa làm đụng cái đầu con quên luôn. Ai biết tập đi. Ơi ơi, lại vụ gì? Thì ơi, cuốn sổ gì? Ai con đưa đầu con đặt dài cái chữ nha. Gì đó hả? A, nè, cơ. Giống sợ. A, cơ, o, ơ, dà, trờ, e, ơ. Đâu kêu Nhớ đọc coi. Hết nước chấm thiệt với chàng ơi, nó bại từ trong ra ngoài luôn coi kìa. Đuối á, Xuyến mới gặp mấy đứa này mới cũng đuối lắm á. Trời nó đi con mình bệnh mà như mình đi mình lớn thì mình bệnh mình còn xà mới đừng lắc lắc. Có nó bài kìa. Trời ơi trời, bà lớn mà bà bài kiểu này với nước tôi trốn luôn á. Mình bệnh này nhiều khi mình còn ấy đây đừng nói chuyện mất ha. Nó bài một cái không còn gì là manh giác với nó hết trơn. Hàng ơi, mới vừa uống sữa chuyển qua uống phê đau bụng không Nhi? Đau bụng không? Nước ngọt hả? Cái cà phê đó, cà phê 47 đó. Vậy hả? Ừ. Cái đó uống ngon. Có gà. Đó giờ tôi uống. Đó, vậy không đó thấy không? Mà, uống lần một. Cà phê nè. Ừ, bé Quyền biết nữa không? Mời cô chú ơi, mời ông bà uống cà phê. Mời ông bà uống cà phê. Với con. Với con.
Giỏi. Kiều Như nấu dễ gì biết nấu. Con đâu biết. Cái nấu này là ổng luôn. Như bằng cái quyền ha. Hả? Bà Như nó bằng cái quyền ha. Ừ. Dạ rồi. Đọc được không á? Con biết đọc tiếng Anh á. Trời ơi. Trời ơi. Con giỏi á. Ê. Con không á. Trời ơi, ok. Này mẹ chùi cho. Mà sốt. Mình chưa hết tụi đi ăn mà tại em tử không được. Lùm bây giờ nè. Nước lạnh, nước mưa gì làm lùm lùm. Ê, em ăn cái này chứ. Vậy. Dạ. Cho mình nghĩ chứ. Dạ. Sao mày ha? Sao ha? Như á. Như nó gặp cha Tư nó không chịu làm gì đi, nó gặp mình lỡ làm gì à. Thương cha Tư mày dữ ha. Giỏi. Thôi Như dở. Như nó hết ngoan rồi. Uống hồi đau bụng á. Rồi đem đâu nữa kìa. Đem đâu à? Đem đâu à? Trời ơi, cái đó nó ngọt sẵn rồi Như ơi. Mẹ uống vậy sao mà vô. Không đau bụng. Nó để đường vô. Dạ. Để đường nè, sữa. Mấy à, mấy bữa trước nghe nghe ông Hủ ông gửi gạo qua có không chị Xuyên? Không em ơi. Không có hả? Ừ. Vậy chàng. Không gửi gạo động đâu mà chị còn gạo không? Chở qua một ba chục ký gạo. Chàng ơi, vậy mà ông dọc em ông nói ông chở qua 30 kg gạo cho mẹ vợ tôi. Vậy hả? Ừ. Cái xô gạo á. Chị đi chợ chị mua nửa vịt nè. Ơi chàng. Chứ còn cá cha. Thôi rồi, ông Hữu này thiệt tình chứ. Mà em bà cô chú. Nửa vịt nè. Nửa vịt với con cá cha. Rồi vô làm. Rồi nó vô làm. Chuyện rồi nó uống vị đau bụng đó, sữa nó đã có ngọt rồi, rồi nó bỏ cà phê, sữa trong hộp đó, rồi nó bỏ đường vô nữa kìa. Sữa uống. Trong bịch dài dài đó phải không? Ừ, nãy hộp nè. Đó. À, sữa nó pha trộn lại với quýt cốt phốn mẩy. Rồi nó bỏ cà phê vô nữa kìa, Như á, ý bỏ đường vô nữa kìa. Đúng rồi. Ôi trời. Uống cái gì uống kiểu đó, hồi đau bụng nó Như. Mua với sữa không? Ừ, đi bán đi. Ừ, tập nghề sẵn đi. Chị muốn cái tủ nhỏ gì của em ngồi chả gì đó, tủ gà đó. Ừ. Cưng nó đi xuống mỗi buổi sáng này đem xuống cho chị 50 ché. Phật ơi. 50 cô bán dưới đây, lấy dưới đây với em đem xuống chợ anh chi. Thì cưng sẵn cưng đi xuống ngoài. Trời ơi, em xuống đây chưa trời chưa chặt cho bán cái gì. Ta bán là ta bán, ta nhờ buổi bán sáng á. Chị dẫn hai đứa anh chở rồi nó quậy sao chị bán được ta. Trời ơi, bán cũng bình thường thôi, có gì đâu. Đó, thấy chưa? Kìa, thấy chưa? Uống được rồi. Có gì nè, chạy đi đi, chị có gì nữa đi tính. Ừ. Ha. Ừ. Hiểu rồi đó. Uống hết chưa? Này mùa xuân về trên đôi môi của nàng lại rồi. Cái này phải đi xuống. Gì? Đi phải đi xuống kìa. Ừ. Mới quyền mới Như chịu bán số rồi đó không? Ừ. Bán sao chúng đặc biệt có nhà làm không? Bán nhiều con, tôi coi còn nhiêu tiền nó mới mua được kìa. Mày ơi. Coi như còn mấy nhiêu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mẹ, con bán mẹ mua ha. Con bán mẹ mua ha. Kìa ừ xuống. Ừ, năn nỉ đâu coi. Ừ. Giữ dần chưa? Ừ. Nói cô ơi mua giùm cho con. Tập sự đi con. 2.1 trả 1.2 luôn nè. Ơi. Giữ chưa? Cho con nữa nè. Cho nữa. Đâu bây giờ con thử con mời với số lại cái nữa coi. Con ừ. Đâu con lại con mời coi. Ừ. Ơi. Kiền ơi, tình cảm giữ ơi quyền. Tình cảm dữ vậy. Rồi nè 201 nè. Cảm ơn. Trời ơi, cảm ơn nữa. Nè. Được rồi đó, ok đó. Vậy là mai mốt mẹ dắt theo là ok đó con. Cảm ơn. Ừ, con phải cảm ơn. Khi người ta mua xong con phải cảm ơn nghe không? Con vô con mở số con phải nói nhẹ nhẹ gì đó. Ừ. Ừ làm lại cái nữa coi, làm lại coi cái nữa coi. Y như thiệt nghe. Ai.
Ừ. Quá dữ. Chị em ai chúng đặc biệt con hứa cho con 100 triệu mua vàng đeo. Chàng ơi. Chàng ơi. Dạ. Chàng ơi, y như thiệt luôn chàng. Rồi đó, vậy là nhờ được đó chị Xuyên ơi. Dắt đi Long Xuyên là bán được đó bé Quyền, dắt theo Long Xuyên là bán ok đó. Dạ. Ơi. Rồi sao tiền không lấy chàng? Ừ. Tiền à. Trả tiền. Tiền xong rồi. Ừ. Đó, giữ dần chưa. Ừ. Vậy nha, ngày mai mốt mà mẹ đi bán là con cũng phải làm đi gan vậy nha. Làm cái gì vậy? Ừ, phải đi mở số vô mời khách mời vậy đó con. Gì chàng? Má khách này như tiền, mà đang này nhóc cho đại đội liên minh. Rồi cái này như tiền đưa được chưa trả? Nhiêu? Chắc là... Chị như? Cái gì vậy? Gì đó? Vụ gì vậy? Này, thôi tôi trả cho. Cỡ này con bé Như nó quậy hơn mấy Quyền lắm á. Cái bệnh đó ngày dọc nước chúng ta mua rồi lắc là mưa nè. Ừ. Mãi chưa kịp mua. Ừ. Đứng 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 mời số lại một cái coi. Đứng rồi, đứng sát mẹ luôn. Đứng sát vô. Ừ. Sát vô. Ừ. Mẹ ơi. Con bán mẹ mua ha. Rồi.